Sáng ngày 18 tháng 2, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã đưa tàu TG-90678-TS chở 110.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của đơn vị tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 15 tháng 2, trên khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 140 hải lý, lực lượng chức năng phát hiện tàu TG-90678-TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Đào Văn Sôi, quê ở Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, thì tàu đang vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu đeo nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân, không có chứng chỉ chuyên môn. Sau khi cập cảng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 3, các đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục theo trình tự pháp luật và xử phạt các thuyền viên theo quy định.